Hay quá bên Nguyễn Huy ơi, I love you Nguyễn Huy. Bước đi trong chiều mưa này, bước đi trong... Trời, nhìn mặt Nguyễn Huy hãm. Nhìn mặt Nguyễn Huy hãm tài dễ sợ luôn á. Nó ra nó khóc à. Tôi đã nói ông rồi, tôi là hề khóc. Mặc dù ngoài mặt khóc mà trong lòng rất vui. Vô duyên tự nhiên vui cái mình khóc. Ừ. Ông trái ngược với người ta vậy. Bây giờ tôi nói nghe là chương trình người ta là cần cái nụ cười thôi. Và cần cái hình thức chứ không cần cái bên trong. Bây giờ ráng buồn đi để là cười ra nha cho vui nha. Giờ hai ba nào, buồn. Trời này vui buồn một kiểu trời. Mặt mày tối ngày bí xị. Mệt. Đố ông một câu này nha. Ừ. Ông có biết vua Hề là ai không? Trời, tưởng gì chứ vua Hề tôi đâu có biết. Cái con này nó tài lanh tài khôn nó vậy. Không ra cái gì được. Vua Hề là ai? Nghe ta cái tên Sạc Lô chưa? Trời, Sạc Lô hả? Trụ vua Hề Sạc Lô, trời, tôi ái mộ lắm, tôi thần tượng vua Hề Sạc Lô lắm. Từ từ, đừng có điên lên như vậy, từ từ. Vua Hề ta nói đã rồi cái vui hả? Vua Hề Sạc Lô á, hay lắm á. Trời, tôi biết mà vua Hề Sạc Lô, trời, nói là vua Hề, tôi biết Sạc Lô liền luôn. Không cần nói sao là tôi nói ra ông mới biết. Tôi báo cho ông nghe tin vui nha. Vua Hề Sạc Lô lần này tới Việt Nam rồi. Vua Hề Sạc Lô tới Việt Nam? Hả? Tới đây hả? Hả? Diễn Hề hả? Hả? Trời ơi, vua Hề Sạc Lô tới đây diễn Hề. Tôi vui quá. Tôi phải đi coi vua Hề Sạc Lô diễn Hề. Trời ơi, tôi coi để tôi học chứ. Trời ơi, vua Hề Sạc Lô ơi, vua Hề. Tội nghiệp em nó mất nết vậy đó quý vị. Cái gì vua Hề đến đây không có diễn Hề mà sẽ hát cho chúng ta nghe. Và có một câu chuyện tình. Câu chuyện tình của vua Hề Sạc Lô. Bởi vì vua Hề Sạc Lô đang thất tình. Quý vị không tin hả? Nghe nha. Lầm lỡ
núi cũng thèm thương. Một tình yêu vừa xa vụt tan biến như giấc mơ, vì người không về nữa cứ thế ta mong chờ. Ngày buồn tên dần qua, người giạt trôi trên lối xưa. Tình yêu đó người sao quá ơ hờ, để cho ngày dài một mình ta bước qua. Tình yêu đó chỉ là nhung nhớ, mỗi đêm người hiền về từ nơi rất xa. Tình yêu đó tan phai mỗi mong chờ, để cho tuổi đời bạc màu trong xót xa. Tình yêu đó tựa là mây gió, thoáng qua một lần rồi chìm trong bão mưa. Chỉ là những cơn mơ, một tình yêu lừa dối, một tình yêu lừa dối, cho lòng ta cả nhung nhớ và cho lòng ta cả đau đớn. Một tình yêu lừa dối, một tình yêu lừa dối. Một tình yêu lầm lỡ, tình yêu lầm lỡ, tiếc nuối cũng thèm thương, tiếc nuối mấy cũng thèm thương. Một tình yêu vừa xa, tình yêu tan biến như giấc mơ, vì người không về nữa, người không về nữa, cứ thế ta mong chờ, cứ thế ta mong chờ. Ngày buồn tên dần qua, ngày buồn tên dần qua, đời giạt trôi trên lối xưa. Tình yêu đó người sao quá ơ hờ, để cho ngày dài một mình ta bước qua. Tình yêu đó chỉ là nhung nhớ, mỗi đêm người hiền về từ nơi rất xa. Tình yêu đó tan phai mỗi mong chờ, để cho tuổi đời bạc màu trong xót xa. Tình yêu đó tựa là mây gió, thoáng qua một lần rồi chìm trong bão mưa. Tình yêu đó người sao quá ơ hờ, để cho ngày dài một mình ta bước qua. Tình yêu đó chỉ là nhung nhớ, mỗi đêm người hiền về từ nơi rất xa. Tình yêu đó tan phai mỗi mong chờ, để cho tuổi đời bạc màu trong xót xa. Tình yêu đó tựa là mây gió, thoáng qua một lần rồi chìm trong bão mưa. Thoáng qua một lần rồi chìm trong bão mưa. Thoáng qua một lần rồi chìm trong bão mưa. Cái gì vậy? Vừa từng thấy một cái tướng đi xấu, nãy giờ tôi đang tìm cái hung thủ lấy cái nón của tôi. Sao cái nón tôi đẹp vậy? Ông lấy làm chi? Ông chừa lại tôi nguyên cái miếng xà lách. Trời ơi, cái nón đó mà tôi đội lên đầu nhìn như một con ở đợ hạng rẻ tiền vậy đó. Trời đất ơi, y như là cái nùi vẽ giác trên đầu mà đội vậy đó. Thấy ghê không ha? Cái nón tôi đội sang gần chết như là hoàng thượng vậy đó. Qua cái người đội nhìn y như chai rượu không, mà không được rượu mắc tiền nữa, rượu dâu ha, strawberry. Cho tôi mượn chút xíu làm thấy ghê quá. Tôi phải đội cái nón này nè, tôi đi cái tướng vậy mới giống vua hề sặc luôn. Ông mà vua hề cái gì, ông là vua lề mề. Cuộc sống mình công nhận, nó nói là ai sống trên đời này cũng phải có tình yêu. Trên đời này chưa chắc mình yêu mà yêu được đâu. Có nhiều cái cạm bẫy trong tình yêu, nó có sự lọc lừa trong tình yêu. Có nhiều người mà lấy vợ xong về phát hiện là mấy chục năm mới biết là vợ mình là đàn ông mà. Ghê vậy. Tôi kể ông nghe chuyện này, ông nghe ông hết hồn. Có cái anh kia kìa,
yêu cô này thấm thiết, dắt về ra mắt với ba mình, hỏi ba, ba giờ con lấy cô này được không? Ông già ông nói không được. Nói sao vậy? Mẹ con riêng của tao, tao hỏi chị gì đó. Cái một năm sau, cái nó dắt thêm cô về nữa, nó về con lấy cô này được không? Ông già nói không được. Mẹ con riêng tao luôn, tao chị mày luôn. Tức quá nói vô, ba ơi, cưới cô này được không? Ông nói cũng không được luôn, con riêng tao luôn, em mày đó. Cái nó tức quá, nó qua nó nói má, nó ba ba, giờ con hỏi má chứ giờ con yêu ai? Ai cũng nói là con riêng của ba, cũng muốn lấy người con yêu mà con lấy cô không được, giờ con làm sao hả má? Cái má nó mới nói chứ thôi mày là muốn lấy thì mày lấy đại đi, tại mày đâu phải con ổng đâu, mày con riêng của tao mà. Trời ơi, đẹp cái tiếng vậy đó. Vậy rốt cuộc là cả hai người chung sống với nhau mà lừa lọc nhau vậy hả? Đó, nó cuộc đời vậy, dễ sợ lắm. Đàn ông đàn bà không ai tin được á. Đúng. Bởi vì những cái tâm trạng gì, nó có một cái người ca sĩ tự sáng tác ra một cái bài hát này nói lên nỗi lòng của các chị em phụ nữ. Bài đó được mang tên là Anh Có Phải Người Đàn Ông Tốt. Ca sĩ nào vậy? Ca sĩ có tên rất là hay. Tên gì? Cầu Được Ước Thấy. Ca sĩ bên Trung Quốc qua hả? Không, tại Việt Nam luôn. Cầu Được Ước Thấy là ca sĩ nào ta? Như Ý. Đồ vô duyên. Tự nhiên cái cầu được ước thấy là Như Ý à? Cái cầu được ước thấy là gì? Như Ý. Vậy thôi. Alo. Alo. Anh đây. Ồ. Sao anh biết số điện thoại của em à? Đó không quan trọng. Mai em rảnh chứ. Điện tối với anh nhé. Yêu mới mong manh dè vỡ, sợ lòng người đổi thay theo thời gian. Tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Với ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người ta bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ông bướm đến đầy tai. Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh phải chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tình được đàn ông nào chân tình, mà gặp gian toàn là lời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và bao mỹ nhân anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Sợ tình yêu mới mong manh dè vỡ, sợ lòng người đổi thay theo thời gian. Tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Và ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người ta bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ông bướm đến đầy tai. Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh quả chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà ngập tràn toàn là lời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và mong mỹ nhân anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Alo. Alo. Em vẫn đang nghe máy chứ? Em về anh. Em có đồng ý đi ăn tối với anh không? Điều này thật là bất ngờ đối với em. Nhưng chỉ là bữa ăn tối thôi mà. Em nghĩ là sợ tình yêu mới mong anh dè vỡ, sợ lòng người đổi thay theo thời gian. Tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Với ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ông bướm đến đầy tai. Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh phải chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà ngập tràn toàn là lời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và mong mỹ nhân anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh phải chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà ngập tràn toàn là lời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và mong mỹ nhân anh chọn được?
và lại chị em nhé. Em nín đi mà, đừng khóc nữa mà. Cái con nhỏ đó nó hát sai đó, anh là người tốt chứ không phải người xấu đâu. Trời ơi buồn quá trời buồn luôn vậy đó. Quen gì mà xui quá sao quen được nữa trời ơi. Sao nói xui thì được chứ anh không phải là người xấu đâu. Quen gì một ngày á, một hai phút là xui một lần sao chịu nổi. Vậy chia tay cho rồi chứ. Mới đeo chiếc nhẫn ngọc xoàng mới mua à. Một ngày mình đeo trong tay mình thấy sáng dễ sợ vậy à. Ảnh nói thôi đâu đâu tôi tháo ra anh coi thử coi. Trong tay đeo cũng được rồi, một hai bắt người ta tháo ra. Vừa gỡ ra khỏi ngón là cái nghe cái pẹt một cái. Mất mẹ chiếc nhẫn luôn vậy đó. Thì anh cho em chiếc nhẫn hột xoàng mới rồi. Thì biết rồi, mất rồi phải đền chứ sao. Còn nữa chiếc xe SH mới mua, bản số đẹp dễ sợ luôn vậy, 4 số 9999 không vậy đó. Tự nhiên à, nửa đêm nửa hôm cái đòi ăn bánh mì. Mình nói ở nhà có bánh bèo nè ăn đỡ đi. Không chịu. Một hai đòi ăn bánh mì. Mình cũng chịu. Chịu chở đi mua bánh mì. Tới chỗ bánh mì mình mới nói là anh ngoài coi xe đi để em vô em mua bánh mì. Một hai cũng đi vô. Đi vô xin miếng pate. Chưa có kịp rét miếng pate nghe cái phẹt cái nữa. Mất mẹ chiếc xe luôn à. Cứ vậy xong rồi sao quen trời ơi. Thôi yên tâm đi. Anh sẽ đền cho em chiếc xe SH khác. Đền là phải đền rồi. Nhưng anh tin lắm, anh tin cái điều xui. Cho nên anh có gọi điện thoại cho thầy tới đây để coi anh, để giải hạn cho anh rồi. Coi thầy hả? Ờ, để cho nó xả xui, hiểu không? Ừ. Khoảng đâu 2-3 phút nữa thầy tới á. Phải coi nghe, xả xui á, chứ còn mà xui vậy là không có lấy đâu á, xù cưới luôn đó nghe chưa? Thôi mà, phải cưới mà. Ờ, giận lắm á, thầy tới đây phải không? Ờ. Ủa, hình như ông thầy không tới rồi phải không? À, thôi em lo vô nấu ăn để dọn cho thầy ăn. Rồi xong coi xong cái anh đi em đi coi phim. Vậy nha, coi thầy xong rồi cái gì là phải lo cho em hết đó nha. Biết ông em không chịu đâu đó. Dễ thương quá à. Trời ơi, nhõng nhẽo, nhõng nhẽo. Mà sao nó xui thiệt nha. Anybody home? Dạ con mời thầy vào. Dạ con mời thầy ngồi. Thank you. Gia chủ cho thầy hỏi là tại sao con biết tới ta mà con mời ta về đây hay gì? Dạ thưa thầy, thầy nổi tiếng ai mà không biết. Dạ người ta giới thiệu cho số điện thoại. Nó nói là thầy nói đâu trúng đó, cứu nhân độ thế. Thầy là cái loài gì chứ không phải loài người. Thầy sống đâu trên rừng, trên rú ăn cám sú, cám heo vậy á. Nói trúng dễ sợ luôn á. Cho nên là thầy là cứ giống như cái là cô hồn cát đảng á, chứ không phải là con người. Trời, con trai đang khen ta đó hả con trai? Trời, con có duyên quá. Nó nghe nè. Mày có tin là tao giặt vô trong mã mày không? Giặt trong mã là gì thầy? Là tao giả vô trong mặt mày đó. Là cái thứ vô duyên nó ăn nói, nó giới thiệu tôi ai nghe không biết, tôi xúc vật chứ không phải con người nữa. Dạ thầy, cái này là con lăn xe thầy. Mày đang lăn mạ tao đó. Dạ. Nghe thầy hỏi nè. Dạ. Gia chủ mời thầy về đây có chuyện gì? Dạ thưa thầy, con xui quá thầy ơi. Cứ 5 phút xui lần, 5 phút, 10 phút xui lần. Không biết sao con quen ai người đó cũng xui lây luôn. Nhiều khi con nói chuyện với thầy, lát thầy ra đường bị xe đụng. Rồi con tán vô trong mặt mày trời đó, coi nó quở, nó bậy, nó bạ không hả? Dạ. Nghĩ làm sao thầy mà xui. Yeah. Thầy đi giải xui cho người ta thì không bao giờ thầy xui. Yeah. Trời đất ơi, ngày xưa bạn thầy kia nó làm cái gì? Nó bán vé số, còn nó bán vé số. Thầy đã còn gặp thầy một cái đổi nghề mà đổi đời luôn. Giờ bán gì thầy? Vé giò. Hả? Vé số, hồ qua vé giò. Vé giò xuống tới tận cùng địa ngục rồi thầy ơi. Ngộ ghê vậy, vé giò mở đại lý cũng giàu vậy con. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy có coi không? Dạ coi. Ừ. Chuẩn bị coi nha. Dạ thầy, thường thường người ta coi bàn tay, cánh tay, chỉ tay. Thầy coi con cái gì? Lỗ tay. Coi được không thầy? Được, dạ ta thấy hết cả cuộc đời con trong cái lỗ nhỏ đó thôi con. Dạ, cái này coi lạ nha. Ta đã thấy rồi. Ta đã thấy rồi. Dạ thầy thấy gì? Rái tay. Trời ơi, một cục nó bự như cái hộp xí muội mày móc ra mày coi, tao nói thiệt á, mày ở dơ dừa thôi, tao nói thiệt. Không có thời gian để đợi đi lấy đôi tay thầy, thầy trời ơi, mày gớm thì có hẹn người tướng kế mày bốc mùi luôn á. Dạ. Giờ không biết coi bằng cái gì đi, giờ coi tên nha. Dạ, coi tên. Tên gì nói con trai? Dạ, con tên Từ. Từ. Từ mà theo tử vi là từ bi hỷ xã, một cái tên tốt vậy tại sao lại không có tiền cả? Quái lạ. Tên đầy đủ? Mạc Từ Từ. Mạc. Thầy, thầy, thầy
Trời ơi, má ơi, tôi nghe xong cái tên tôi muốn đột quỵ luôn trời. Tên con không có đụng hàng thầy. Trời, cái tên ba má mày thương mày ghê vậy. Tôi nói họ Mạc, mày đặt con tên Từ Từ. Trời, ngày xưa ông đặt này Mạc vừa vừa mày cũng chết chứ đừng có Mạc Từ Từ. Bây giờ đổi tên. Dạ, đổi tên. Giờ trời, cái họ mà nghe khó đặt tên dễ sợ luôn. Họ Mạc là thấy hết tiền rồi đó. Thôi giờ họ Mạc lấy tên hết lót chữ văn đi. Mạc văn hết. Đúng, cái Mạc nó phải văn hết thì mày mới vào được. Hay quá. Con sẽ lấy tên Mạc văn hết. À, cái tên rồi, rất đẹp. Đúng rồi, cái đó là cái tên nha con. À, mạng gì? Mạng nhện. Nhện bà nội mày chứ làm gì có mạng nhện. Mày điên vừa vừa thôi, cái mạng nào mà mạng nhện. Dạ con xin lỗi thầy, hỏi đột ngột nhanh quá con không kịp suy nghĩ. Cái mạng nó nằm trong ngũ hành đó, con trai có biết ngũ hành không? Dạ con biết. Trời ơi, củ hành mà xào với thịt bò ăn ngon lắm thầy. Mày xào cái mạc mày ăn luôn đi, tao nói ngũ hành mày nghe sao ra củ hành mà xào thịt bò. Dạ. Mày là cái loài gì trên cõi đời này đó. Bây giờ mày nghe là ngũ hành là gồm 5 thứ hay không? Dạ, nè, kim, mộc, quả, thổ, cái cuối cùng là cái mạng con đó. À. Mạng gì thầy? Tao giả vô trong mặt mày không đẹp không ăn tiền. Biết thì thưa thì thốt, không biết vừa cột mà nghe. Dạ. Bây giờ nghe thầy gợi ý, nghe dạ. Chút xíu là biết liền nè. Kim, mộc, quả, thổ, còn cái nữa đúng không? À. Gợi ý chút xíu biết liền. À đúng rồi. Khác á, khác mình uống gì? Uống bia. Sao vậy thầy? Dưới sông có gì nè, dưới sông á. Có cá. Ờ, có... Thí dụ trời mưa đi, trời mưa xuống có gì nè, trời mưa. Có sấm sét. Nó có... Thí dụ mình nực á, mình nực mình xịt cái gì người mình cho nó mát nè, xịt cái gì nè? Dầu thơm. Mày xịt dầu thơm mày mát không? Cái này là cái gì? Đàm. Đàm bà nội mày chứ đàm. Đúng rồi, ví dụ mình muốn tắm mình phải có cái gì mới tắm được? Xà bông. Mày không có nước làm sao mày tắm trời hả? Cái thằng ở gia nó làm cho tôi chơi tam sao thất bản. Nó nói tôi diễn tả như một con điên. Nó nói cái gì đâu không mà. Vậy thầy con là mạng nước. Mày mã thủy ông nội, mày mã thủy ông nội. Thầy thôi ông đi về. Giận quá, mấy người tóc quăng hay giận quá. Thôi mạng thủy. Trời ơi má, con bị tăng xong. Thầy làm con mệt quá à. Trời, con bị tăng xong mà con gặp con quỷ đi chắc con chết quá thiệt. Ăn tiền nó sao khó quá. Con trai à, con làm thầy kinh động rồi đó. Bây giờ nghe lời thầy, muốn hết xuôi về nhà phải làm những điều mà thầy nói để giải hạn cho con. Điều đầu tiên, cắt tóc ngắn. Đúng. Chi vậy thầy? Để tóc dài nực lắm. Thầy nói chuyện hồi vốn mà. Cái điều thứ hai. Điều thứ hai sao thầy? Ồ, tại sao râu lại mọc ở đây? Sai phong thủy miệng này long tài. Không, tiền nó không vô. Uống tiền nó vô, bứng râu gắn trên miệng, lòng thòng xuống. Gắn đây sao lòng thòng xuống miệng sao ăn được thầy? Thì mỗi lần ăn lấy máy sấy sấy ngược lên, ăn xong vuốt xuống. À, buồn buồn cái vuốt là hai bên làm râu chơi. À, vậy đó. Hay vậy đó, hiểu không con? Nhớ nha. Cái này là quan trọng nhất. Cái gì thầy? Bảo vật để trong người của thầy. Dạ. Nhờ nó mà ta hết xui, bây giờ ta truyền lại cho con. Dạ. Tôi dạy ra coi liền nghe. Bậy. Đây nè con gái, đây nè. Mày lỡ mày coi cái gì nè. Đây nè, trong này nè. Thôi, trong nhà. Bùa nè ba. Có mắt bùa đó, ba làm gì ba la như con điên vậy. Đây là con hết hồ. Trời đất ơi, cái bùa này bùa thiêu nó con thầy đứng từ bà La Môn vậy. Cầm nó trên tay, không ai xui xẻo. Ta đã cầm được trên tay không bao giờ ta biết xui. Chưa chắc. Ủa sao vậy thầy? Ta chưa có làm phép ông nội. Mày tài lanh tài khôn không hả? Bây giờ thánh phải nhập vô bùa thì bùa mới linh. Bây giờ con gửi tí tiền để lấy passport cho thánh về đi con. Bao nhiêu tiền thầy? Cũng rẻ lắm, 500 đô. 500 đô chuyện nhỏ, miễn sao con lấy được chiếc SH lại được rồi. Con trai rất là được. Đây thầy. Thầy thương con. Cảm ơn con trai. Con mà được như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình thôi. Thôi bây giờ con quỳ xuống thành tâm. Để thầy gọi kinh, thầy kêu thánh về. Cái gì vậy ba? Gì vậy? Đâu biết đâu, thấy thầy làm sao con làm vậy? Không có mượn ba, con có mượn ba luôn á, thiệt á, không có mượn luôn rồi không? Không mượn luôn rồi không? Dạ, không mượn. Có đi không? Dạ, hiểu. Không mượn. Không mượn nha. Dạ. Ê. Tại vì nó dâm nội.
không bị liệu thầy ơi. Một lần nữa tao dít mày xuống nha. Dạ. Ê, mày nhắm mày tụng được mày làm cháu. Mẹ mày tụng được hết mày tụng đi, tao đi về tao thiệt. Mày làm ông nội tao luôn đi, mày làm gì mày làm hết đi, tao nói thiệt á. Mày giống quỷ quá à. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời đất ơi, tao thiếu nợ gì mày, mày làm khó làm dễ tao hoài vậy. Dí sướng hay không thiệt mà sao đó. Biết 500 đô mà nó khó khăn vậy mà nó đại ải mà nó nói cái gì nó nhào trong miệng mà cái thứ mà ốm nạn dĩ sợ nó nói này. Tối nào nó gọi tiếng mà nó tao. Thầy chửi ai thầy? Nói gì mày? Để thầy tụng kinh thành mà... tâm khấn nguyện. Dạ. Ê... không có mượn, không mượn, không mượn, không mượn, không mượn là ở bệnh viện. Ôi con khổ quá mẹ ơi. Trời ơi tự nhiên bữa nay cho con vô con gặp con quỷ này. Tôi thề một lần cuối trong đời tôi hành nghề sao tôi bỏ nghề cho rồi. Ê ta đó nè thiên linh linh đi linh linh cầu ơn trên ngũ long công chúa nhập vô đây phù hộ cho mạc dần hết ngũ tại tô hiến thành phường 13 quận Nam. Ủa 10 thầy. Xin lỗi bề trên quận 10 không phải quận Nam. Ê, gia chủ năm nay 30 tuổi. 39 thầy ơi. Xin lỗi bề trên số chính viết tròn do nên tướng lộn xấu không. Vừa lòng mày chưa? Rồi. Cái gì mày nói được nha. À, gia chú cầm tin là tuổi thân à? Không, con vui lắm, đâu có tuổi thân đâu, lúc nào cũng vui. Mất cái xe không sao hết á, đối với con chuyện bình thường, mua lại xe khác qua vậy không có tuổi thân. Gia chú là tuổi thân à? Dạ không, nó không có tuổi thân, lúc nào ta vui mà thầy lì quá. Nói lần thầy hiểu rồi, cái loài gì chứ không phải loài người nha. Bội hết sức là nó không có tuổi thân nó hoài. Dạ dạ chú là tuổi thân. Dạ tuổi thân là tuổi khỉ. Bà khỏi nhắc bà con biết rồi. Dạ ứng hộng luôn à. Dạ chú tuổi khỉ mà cái mặt nó như con quỷ. À, à dạ chú là mạng nước. À. Dạ không mạng thủy à. Nó là thủy đây giờ là nước rồi. Thầy hai lưỡi ghê luôn thế. Chưa có ông nào lì như ông này luôn thế. Dạ xin lỗi bề trên mạng thủy à, hay nước kệ con. Kệ mày mắc mới vậy tao. Quê chơi về. Chơi về. Trời ơi. Nhập thầy lắm. Trở về nhập thầy sao thầy quay vòng tròn. Chơi về. Mày là ma, mày là quỷ, mày không mấy người mày ơi, trời ơi, mặt nhanh hết. Thấy nước không được rồi, thấy nước. Thánh về rồi, Linh rồi con, cầm đi để thầy về. Thầy mệt con quá. Linh rồi đó. Này xong rồi hả thầy? Ừ, bây giờ biết đem bùa về để làm gì không? Dạ, đốt uống. Sỉ nhục thầy. Sao sỉ nhục thầy? Đứng đi. Con quá coi thường thầy. Thầy không phải là như những người bình thường. Con mời thầy về mà con dám cầm bùa thầy mà con nó đem đốt uống là coi thường thầy. Bao nhiêu người đã nói cái chuyện này rồi. Đốt bùa uống là phản khoa học, là mê tín dị đoan không? Tại sao cầm bùa của thầy mà dám nói hai chữ đốt uống? Chứ làm gì thầy? Đốt hít. Đem dạng đốt rồi hít nha con trai. Hít như hít xì ke vậy hiểu không? Hết khi nào mà lá phổi không đen như lá mía là mày thành công đó nha. Không thầy. Được rồi con làm theo điều thầy mía sao con hết xui thôi. Yên tâm con vô trong con đốt con hết nha thầy. Không. Về nhà của mình, chính nhà của mình vô trong toilet đóng cửa lại xối nước ướt từ trên đầu xuống ngồi hết. Sướng nha thầy. Ừ. Ồ vậy đội ơn thầy. Dạ, dạ nghe. Tạm thầy về thầy. Nha con trai. Dạ. Mời thầy. Nhớ nha con. See you again. Hãy cầm bùa đi rồi cảm nhận cái điều mà không bao giờ xui. Dạ, như thầy. Ờ chào con gái. Thầy không bao giờ xui. Thầy không bao giờ xui. Tại sao thầy không xui? Tại sao? Tại sao? Bởi vì thầy không có xui, thầy never xui. Đó, không xong. Trời
thầy lăn lông lóc. Trời ơi, ông thầy ông bị xe Hàn Quốc rồi. Trời ơi, xe nước mía nó quất luôn. Trời ơi, tội thầy quá. Ông nói ông không có xui. Không xui, cuối cùng xui. Mà làm như thiệt nha. Sao mình anh? Xui, cầm lá bùa. Mình hên, cuối cùng ông xui. Ê, bây giờ em ở nhà, anh chạy về nhà, anh đốt, anh hít xong. Cái anh đem tiền qua đền cho em chiếc SH nha. Chờ anh tí xíu anh nha. Anh đi lẹ đi nha, em đợi anh đó nha. 10 phút thôi, 5 phút đi. 10 phút thôi nha, okay, đợi okay, lâu okay, em giận á. Okay. Đứng đây chờ đó. Đợi đi qua bên đây rồi mua lại. Nhưng có ai đun cho mực bị xe hàng cán hả? Ông kể nó đi. Ủa, gấu yêu. Ủa, bé yêu. Gấu yêu. Bé yêu. Bị xỉn mà hung cái này chắc chết. Gấu yêu ơi, giận giận gấu yêu á. Còn sao giận anh à? Từ Mỹ về không báo người ta ra đón không cho người ta biết gì hết trơn à. Ừ, anh giận muốn, anh muốn tạo em sự bất ngờ chứ bộ. Bất ngờ gì? Ừ, anh đi làm ăn bên Mỹ cái tự nhiên vô sở thú anh coi, anh thấy con nai nó ăn thịt con cọp, tội nghiệp quá, anh nhớ em, anh bay về liền. Phải không? Thiệt, anh mua một món quà anh tặng em nè. Đâu quà gì đâu, có quà mới nói nha. Tặng em. Chiếc nhẫn hột vàng á hả? Có 18 cây da. Trời ơi, thích quá à. Thích không? Mở coi đi. Ôi, thích quá à. Thương quá, thương gấu yêu. Hoàng chung vô uống thuốc xỉn này không? Gấu yêu ơi. Ôi. Gấu yêu á, đi đường xa mệt lắm rồi. Mệt. Để em vô trong em nấu nước sôi em trụng gấu yêu. Cậu Long. Hả? Nấu nước sôi trụng tôi chi? Ủa, nấu nước sôi để em tắm gấu yêu. Đúng rồi, tắm gấu yêu chứ. Vậy đợi em. Ủa, vô nấu nước sôi tắm nha. Em nấu nước sôi em ra liền. Gái gì mặc đồ độc không nữa. Mặc như con nít rồi, vậy. Xong rồi. Mặc có cái yếm không sao chịu được. Happy New Year. Mày này cà đẹp canh chuối. Ê, đi đâu ạ? Dạ vô gặp Giang định cho Giang tiền chiếc. Ủa, đa. Cậu là gì của Giang? Dạ con là người yêu của Giang. Trời ơi. Dạ. Cậu quen Giang lâu chưa? Dạ quen đúng 1 tháng. Quen ở đâu? Dạ quen bên sòng bài Las Vegas. Xong bài lắp rồi gác. Dạ. Làm gì ở trọng? Cướp xong bài. Không. Vô quấn bài. Vô tình hai đứa gặp nhau quen nhau luôn. Nhưng mà lúc đó cậu có biết là Giang đi chung với ai không? Dạ biết. Giang nói với con Giang đi với một ông già 70 tuổi. Mà ông này xấu như con gấu chó vậy. Giang quen ông này chẳng qua gì tiền thôi. Không có lo hết được sợ. Cậu làm nghề gì mà cậu quen được Giang vậy? Dạ cái nghề con ngộ lắm. Trước khi nói ra phải đố một câu. Con đố bác cái gì người mua không dùng, người bán không dùng mà người dùng không biết. Tao biết. Cái gì? Lựu đạn. Không phải. Cái hòm. Tại sao cái hòm? Bởi vì cái hòm người mua không dùng, người bán không dùng mà người dùng không biết. Người ta chết làm sao người ta biết. Đây là chủ trại hòm. Con tên là Mạc Văn Hết. Chủ trại hòm. Bán đủ loại hòm, mới lớn có, nhỏ có, vừa thon thon như bác cũng có. Mua cái đi khuyến mại cho bác gái cái. Nói chuyện xong chưa? Không, chưa. Lo luôn băng nhạc hiện đại, thời trang tang lễ, không tính tiền. Bây giờ là hết rồi phải không? Dạ hết. Mời cậu bước ra khỏi nhà. Sao về được? Chưa gặp Giang mà. Cậu biết tôi là gì của Giang không? Biết sao biết. Tôi là gì của Giang? Ở đợ không? Giang mướn vậy làm mới dắt ra 3/2 quốc bộ đồ sida không? Tôi xin giới thiệu với cậu được biết. Tôi là người yêu đời cuối của Giang. Người yêu của Giang? Ừ. Nói vậy là con gấu chó hay sao? Đúng ra là con gấu trúc. Nhưng mà cậu nghe lầm mới thành ra gấu chó. Cậu biết tôi làm nghề gì không? Nghề gì? Buôn bán đá. À, đá cây cái ướp cá ướp thịt phải không? Đá nhỏ thôi. Đá tủ lạnh? Không phải. Đó là đá quý hột xoàn kim cương. Hột xoàn kim cương. Mặt nó đơ như cây cơ luôn. Có cần cho bự cục lơ không? Cảm ơn, hồi nãy mới ăn ly bơ. Trời. Bây giờ chỉ thích làm thơ thôi. Làm thơ? Mình giàu chưa chắc là ngon. Cuối đời rồi cũng lùm lon ngoài đường. Thôi thì hãy sống bình thường. Nếu buồn cứ kiếm Nhật Cường tìm vui. Nó là chủ trại hòm. Bà kiếm nó tìm vui. Này kêu là ê. Bây giờ mày nói xong rồi mày đi ra khỏi nhà. Đi. Chưa gặp Giang sao về? Mày là cái gì của Giang? Tôi là người yêu của Giang. Nhưng tao là chồng sắp cưới của Giang. Giang người yêu của tao. Nhưng mà tôi là chồng sắp cưới của Giang. Tao là người yêu của Giang. Mà Giang đâu có yêu mày. Ê cái thằng mất dạy. Ê mất dạy đỡ hơn đi học bị đuổi học. Tao không nói chuyện với mày nữa. Ai thèm nói chuyện với ông?
cái đồ khốn nạn, cái đồ khốn kiếp, cái đồ khốn đúng, đồ khốn khổ. Mày nói ai khốn khổ vậy? Nó phong long. Mày nói phong long, bên đây có tao với mày, mày nói phong long vậy? Xui, chúng mày đang chịu. Xin lỗi mày nha. Cái gì? Một nàng công chúa không thể nào có hai con cóc ghẻ. Giữa tao với mày hôm nay phải có một người sống người con. Đúng, ông là cóc, tôi là nhết. Tao quánh mày nè. Em nói đi, thằng này là ai? Dạ ba em. Cái gì? Dạ con. Nói lại. Dạ là ấy của em. Thấy chưa? Ấy của em. Ấy của em là chó của em. Yeah. Dạ. Ông già này là ai? Ông ngoại em. Cái gì? Dạ, dạ cũng là ấy của em. Nghe chưa, là ấy của em. Là chó như nhau mà đặt hãnh diện. Cái chó gì? Bây giờ Gia, bây giờ em thương ai? Dạ, một bên là hổ, một bên là hòm. Hai anh cho em vài phút suy nghĩ được không vậy? Còn suy nghĩ gì mới Giang? Em thương gấu chó này đi Giang. Em ăn thịt nó đi, ăn thịt rồi em lấy mật của nó đi. Em bán cái lý kiếm tiền cũng được Giang ơi. Gấu này nó hết mật rồi cưng. Ê, nó nói vậy làm sao? Nó dập mật rồi đó. Mày nói dập mật vậy? Sao mày xíu chuyện tao vậy? Giang, đừng yêu con gấu chó đó. Hay hốt con chó này về đi em. Trời ơi. Anh về sẽ bảo vệ giấc ngủ cho em. Không có một thằng ăn trộm dám bước vô nhà đâu. Chó này không phải chó thường, chó dữ. Nghe sủa là sợ nè. Thôi, anh đừng có sủa nữa, em sợ lắm cơ. Em sợ gì? Sợ không có tiền chích ngừa chó dại cơ. Em dạ không đây hả? Tao đúng mày á. Tôi quay bước qua đây tôi cắn ông á. Mày bước qua đây, mày bước qua đây. Bước qua đây. Đừng có cãi nữa mà. Anh Hộp ơi, anh Hòm ơi. Nghe. Hai anh có thương em không? Thương. Hai anh có yêu em không? Yêu. Anh Hộp. Hộp nè. Vì sao anh yêu em? Vì em đẹp, vì em bốc lửa. Dạ. Anh Hòm, nói. Vì sao anh yêu em? Tại vì em giống má anh. Ý nói em là má ghẻ nó. Má ghẻ ông á. Má ghẻ mày á. Má ghẻ mày á. Năn nỉ hai anh mà đừng có cãi lộn nữa mà. Hai anh mà cãi lộn là em giận luôn đó. Cái gì phải bình tĩnh từ từ nghe em hỏi nè. Anh Hộp. Hộp nè. Anh có biết vì sao em yêu anh không? Tại vì anh giàu và anh có nhiều hộp đúng không? Dạ. Anh Hòm. Nói. Anh có biết vì sao em yêu anh không? Biết. Vì sao? Tại vì anh giàu và có nhiều hòm đúng không? Lộn. Em yêu anh bởi vì anh quá đẹp trai. Đẹp hơn ông có mấy chùm tóc là được rồi. Trời ơi nghe không tao muốn ói rồi. Mày mà cưới Giang ha, giống như người đẹp cưới quái vật vậy. Đúng rồi, được. Nhưng mà đỡ hơn Giang lấy ông về giống như người đẹp mà lấy gấu chó vậy. Ê, đỡ mà cái mặt mày xấu mà mặt đấu phim buồn. Đỡ hơn già mà đặt khúc bồ đà. Ê, mày nói khúc bồ đà mày. Hút riết thân hình với cái chỗ trà. Mày chỗ trà đậm đầu. Bước qua đây đập, bước qua đây đập. Tụi mày, sao tụi mày lì quá vậy? Hồi nãy giờ tao nói tiếng thì nghe đi. Đỡ tao chửi mới kiểu hả mày? Mày lì quá vậy mày? Vừa phải tao chưa thấy tao đang nhịn rồi làm tin làm tới à. Tao cũng chia đều hết rồi. Mày 24/7 nó 357. Trời. Muốn gì nữa? Mày muốn cãi lộn lắm không? Đánh lộn này đi, đánh cho chết đi. Đồ quỷ sứ nói không nghe gì trơn à. Yeah. 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 I have enough money, I need love. Mày nói gì vậy? Câu này có nghĩa là tiền tôi không thiếu nhưng tình yêu tôi thiếu. Đúng. Có tiền mà không có tình là sống trên đời này làm cái gì? Bởi vì tao nói mày rồi, đàn ông con trai bây giờ đừng nhẹ dạ để đàn bà con gái nó dụ dỗ mình. Đàn bà con gái bây giờ nó lợi dụng đàn ông có con rồi nó bỏ. Đúng. Hôm nay tao sẽ chết. Đúng. Đó là câu trả lời chính xác. Đúng. Nhưng mà tại sao bác phải chết? Bác phải vượt lên chính mình. Đó là chuyện không cũ đi ngay. Biết được ai đúng ai sai để mà đi tìm ẩn số. Hả? Tao qua game show lẹo. Để tao chết cho Giang vừa lòng. Mối tình tay ba độc ác quá. Sống làm cái gì nữa? Trời, có hàng nóng nữa kìa. Giang ơi, anh chết cho hết kiếp này để kiếp sau anh đầu thai được làm bi đen. Trời ơi, bi đen. Lúc đó quả mai mới lấy được ly giống me. Anh chết đi. Tao sợ máu hả mày ơi? Tao chết đây.
Bắn chị Thiên sao trúng rồi, để ở đây bắn đạo ngoại đó. Nó phục con kia nó mới đẹp à. Mày xấu mà mày còn độc nữa. Cái này nó vô bằng đầu đũa ra bằng cái miệng chén vậy đó. Được, tao chết cho mày vừa lòng. Dạo sao để chỉ từng ly tí nhét vô cái lỗ rồi nè. Bóp được không ngoại á. Để cái kia sao vô nè. Cái bơm nha. Ừ, bóp đi. Bóp mình. Bắn mà sợ chết. Mà sao đạn nó vô được. Tao sợ tao chết xuống dưới. Bạn gái tao nó chê tao. Hôm ơi. Gì cưng? Hôm à. Nói. Hôm có thể nào giúp giúp tôi được không? Giúp giúp đi. Mày dạy cái gì vậy? Giúp giùm coi. Giúp cái gì? Mày bắn giùm tao đi. Mày bắn tao đi. Nói sớm đi, làm nhảy mày muốn chết luôn à. Mày bắn tao chết đi. Được rồi, bắn mà. Làm như con bị thôi miên má ơi. Sao à? Ông chơi hàng gài. Gài gì? Ngu à. Bắn ông chết bỏ tù quan mạng à. Mày không bắn tao, tao bắn mày à. Bây giờ mày bắn tao không? Mày bắn. Tại vì mày mà mày là mối tình tay ba của tao. Bây giờ mày đừng có khóc, cái mỏ mày khóc sâu sâu quá. Đồng cảm ơn, là khóc xấu lắm chứ có cười nó mới đẹp. Bây giờ trước khi chết mày có trăn trối gì không? Không có lời trăn trối nhưng có lời góp ý được không? Góp ý mày cứ nói. Tại sao chúng ta phải chết một cách oan uổng trong khi chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân của nó? Còn góp ý với bác, bây giờ chúng ta giả bộ bắn hai phát súng lên trời, sau đó hai chúng ta giả bộ ngã ra chết. Nếu Giang chạy ra ôm bác, có nghĩa là yêu bác, con sẽ là người ra đi. Nếu Giang chạy ra ôm con, yêu con, thì bác sẽ là người ra đi. Bác thông minh quá, chần chờ gì nữa, nổ súng đi. Bây giờ bác bắn ngay trước, bắn con trước nha. Ừ. Đúng. Con chết trước đây. Chết. Tới mày bắn tao đi. Ông ngoại, ông rảnh lắm hả ông ngoại? Tao đâu dám bắn tao đâu. Quy định người ta chết làm sao cầm súng bắn được. Ủa vậy hả? Ừ, tự xử đi nha. Ừ, thông cảm tự xử đi. Tao bắn tao chết nghe. Ừ, bắn đi. Đúng. Rồi, chết đi. Rồi, ông này ông rảnh lắm rồi. Ông chết, ông còn múa nữa kìa. Nó đang chạy vòng vòng. Nó sắp tới tim rồi. Y nó tới tim rồi nè. Tao chết nè. Bắn mà gì sao mà Giang nghe được. Mày bắn thiệt thì Giang mới tin được. Cái này bắn sao đây? Cái bắn này, cái nào? Mày để. Thêm một nhân vật nữa. Mối tình tay từ hấp dẫn quá. Ê nhóc, mày trốn không tôi lấy luôn nha. Ông già này có súng đó con. Nhờ giả dạng gì mới lật được cái bản mặt của cô? Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi? Nói. Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tình cảm của tôi? Tại sao cắm sừng không? Tại sao cắm sừng trên đầu của tôi? Để bây giờ nhìn ông có giống không? Giống cái gì? Giống trâu già khoái gặm cỏ non. Cỏ thì không có mà răng trâu không còn. Nhưng mà tao còn nướu. Cái nướu nó cạp nhột lắm á. Trời ơi, tao đang giận lên mà sao mày ngâm thơ hoài vậy? Mày không hát, mày hát đi, hát gì nỗi lòng của tao đi. Ôi đau đớn thay khi con và bác đã bị cấm sừng bởi một người con gái. Nàng đã ra tay bóp chết trái tim của một chàng trai trẻ và giết đi một tình yêu vì mối hồi xuân của một ông già. Tiếp tục chuyện tình của chúng mình được nữa. Em rất yêu anh, nhưng em còn
cuộc sống, còn tương lai. Thôi, mình chia tay nhau nha. Đừng buồn em nha. Chẳng cần nói nữa đâu em, một khi em muốn ra đi chỉ làm tim anh thêm nhức nhối. Muôn ngàn lời nói, muôn vàn lý do để cho em xa anh thật xa. Giờ anh đã biết em ơi, vì sao ta phải xa nhau, vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, tình yêu giờ đây vô cánh bay. Hãy bình tĩnh lại, hãy nghe em nói đi. Đừng nói nữa, anh chẳng muốn nghe, dù có tiếc nuối cũng vậy thôi. Còn một lỗi xin cho cuộc đời em. Hãy hiểu cho em xin anh. Xin chứ không, không cần nữa đâu. Rụt nước mắt đó có nghĩa chi? Giờ mới biết thế gian mấy người tìm đến nhau trong tình yêu chân thành. Một lần cuối thôi. Chẳng cần nói. Xa. Em cũng muốn xa anh đâu. Giờ mà... anh đã biết em ơi, vì sao em phải xa anh, vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, tình yêu giờ đây vô cánh bay. Không hát nữa. Hát hoài mệt lắm. Đúng không á? Đừng hát làm gì. Đừng làm gì nữa. Cút khỏi cái nhà đi. Dạ. Em cảm ơn, em cảm ơn hai anh trong thời gian qua đã lo lắng chăm sóc cho em. Bây giờ em không biết nói gì hơn nữa. Em xin phép hai anh em đi. Đứng lại. Ôi mệt quá, để cho người ta đi kêu lại làm gì. Mày ngu, nhà này nó mướn có đi ai trả tiền nhà. Hai anh tự lo nha. Cái gì? Ôi, tình yêu. Tình yêu tưởng chừng như rất là nhẹ nhàng, nhưng thật ra rất là phũ phàng. Nó làm cho con người ta bàng hoàng, ngỡ ngàng. Bởi vì nàng nó đi ôm theo một cục vàng, còn con giờ đây chỉ còn có tờ 2000. Tới bây giờ ta mới ngẫm ra một câu. Câu gì? Ta về ta tắm ao ta, vợ nhà có xấu cũng là vợ ta. Chưa hay đâu. Câu này mới hay nè. Câu gì? Vừa chảnh nè. Quyết không yêu để tiền uống rượu, sống một mình cho gái thèm chờ. Trời ơi, nó ghê. Hay gì đó. Yên tâm đi, con sẽ trả tiền nhà cho, không có gì hết. Thôi tiền nhà đâu ta? 2 triệu mấy. Tại sao mày ăn cắp tiền tao? Ê, đừng nghĩ bậy bạn nha. Tiền tao mới để đây. Ông mất luôn hả? Tao mất tiền luôn rồi. Cái điện thoại nữa. Tiền đâu? Không nhận, gian luộc lẹ quá. Còn gian luộc hả? Trời ơi. Đừng khóc nữa. Thang 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 thang. Ủa sao thấy quen quá, giống thầy quá vậy? Thầy chỉ còn hai nữa. Ủa? Trời ơi. Nhớ nói thầy đụng chú nằm nhà thương không ạ? Có đâu, nãy là mới đụng xe thôi. Mà con nó kịp né ra rồi, con nó bay khỏi chiếc xe. Đáp đất, vừa đáp đất xe nó mới đụng vô què luôn. Nhưng mà không sao, con cũng còn sức khỏe nên cũng không sao. Sao thầy xuất hiện đây là con sao con không hiểu? Trời ơi, nói cho anh với bác nghe, mất đồ phải không? Bây giờ mới mất tiền. Trời ơi. Mất hộp xoàn luôn. Bà móc hết rồi. Bà nào? Bà Giang á. Hả? Con với bà đó là hai người thông đồng. Bà chuyên gia đưa mối hợp đồng cho con đi lừa tiền mấy người đàn ông. Nó lừa mình thấy chưa? Nó lừa mình. Lớn rồi, già rồi, thưa cái người nào phù hợp lứa tuổi mình đi. Thương chi gái trẻ cái đẹp cho nó dụ mình vậy không biết nữa. Khổ ghê. Nè, nhìn này quen không? Này của tôi nè. Quen không? Này quen không? Này của con nè. Trời ơi, nói thiệt á, đang lúc mà mình lừa người ta tự nhiên cái lòng từ bi cũng chợt trỗi vậy. Cũng nghĩ là trên đời này dù cho có 100 người xấu ít ra cũng còn người tốt như con. Bị lừa rồi nhớ một cái bài học cho mình. Tôi lần nhớ. Sau yêu hay lựa người nào trân trọng tình yêu mà yêu, và hãy lựa người nào biết yêu thương mình mà yêu. Thôi, hai người cố gắng nha. Đi về nghe bác. Dạ. Dạ rồi đừng có yêu bậy nghe. Tôi chúc cậu xe hàng không ao yếm, cậu đừng cuối cùng cũng có một người tốt. Vô duyên. Đúng, phải có một người tốt. Mới ai học chưa ngờ giờ đây tay trắng, tình yêu cũ tan tành theo giấc mộng. Nào ai biết trước ngày mai ra sao, nào ai biết nhân tình thay đổi lòng. Thế thằng trong toilet vô tình một
đường đi mới, tiêu quên hết nỗi buồn bao tháng ngày. Giờ tôi cô dâu lệ rơi trong tim, nhìn em đó trong lòng bao xót xa. Kỳ cục quá. Dạ. Tự nhiên người không muốn làm, muốn làm con trồn là sao? Dạ. Ồ, dạ, dạ, mới mọc hả? Dạ cái gì bác? Đổ quét là sao đít kìa. Trời ơi, cái con. Dạ bác ơi, ở siêu thị của con rất là vui vẻ. Các em nó giỡn như vậy đó bác, không có gì đâu.